quả. Thế 90 yên. Vậy thì 8 quả. À 7 quả nhá. Vậy thì tóm lại là 7 quả chúng ta sẽ là 810 yên đúng không? Ừ. 7981. 7983 mà. 9981 chứ. Con đọc này. Có Huyền Trên Xe Lò. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tất tần tật các mẫu ngữ pháp liên quan đến quạc kệ. Đây là một cái mẫu khá là khó và thường các bạn sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn khi mà chúng ta có rất là nhiều quạc kệ đúng không? Mình có quạc kệ đà, có quạc kệ đà nai, có quạc kệ đế hòa nai nhá. Và vớp lự quạc kệ đế hòa ích ca nai. Thêm một cái nữa là vớp nai và quạc kệ đế hòa ích ca nai đúng không? Và những cái mẫu ngữ pháp này thì nó phân biệt như thế nào này, cách sử dụng ra sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn trong cái clip ngày hôm nay nhá. Hãy chào, ikimashou nè. Đầu tiên mình sẽ có này, wakeda. Hoặc là mình sẽ có nhá, tối ưu, wakeda đều được nha. Tuy nhiên thì khi mà người ta nói tối ưu wakeda thì nó giống nghĩa, chỉ là nó nhấn mạnh hơn thôi đúng không? Thì với cái mẫu này mình sẽ có nghĩa đầu tiên của thằng này nhá. Thì ra là thế, bảo sao mà đúng không? Là khi mà chúng ta người ta nói thì chúng ta hiểu ấy. À thì ra là lý do vậy mà nó mới thế à. Đây bây giờ xin cho các bạn ví dụ này. À thì ra là ăn nhiều thế mới béo à. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái lý do thì mình sẽ dùng cái wakeda đứng ở cuối câu nhá. Đây bây giờ mình sẽ có cách kết hợp thì rất là dễ. Các bạn sẽ chỉ kết hợp là fusuke, có nghĩa là thể thông thường. Có lưu ý một xíu cho anh C nhá, là riêng cái thằng danh từ đuôi na thì chúng ta vẫn giữ nguyên na, na wakeda. Ví dụ như kiểu là à genki na wakeda, bảo sao mà nó khỏe đúng không? Bây giờ mình sẽ đến ví dụ này. Đây. Onnani tabeta ra futoru wakeda ne. Đúng không? Ôi trời ơi, ăn như thế à? Ăn như thế bảo sao mà mày béo? Chuẩn chưa? Rồi, sang câu thứ hai nhá. Ở hai bạn nói chuyện với nhau này. Nè, Huy sờ kare ni furareta ndatte. Nghe nói là Huy bị bồ đá rồi đúng không? Bị người yêu đá rồi. Thế lúc mà mình nói thế, mình nghe vậy đúng không? Mình mới nói một câu như thế này. À, naruhodo. Thì ra là vậy đúng không? Dori ni saikin genki ga nai wakeda. Bảo sao mà gần đây trông nó chẳng có tí sức sống thì đúng không? Với cái nghĩa này nhá, thì ra là thế đúng không? Bảo sao mà nó rất là hay đi về những cái từ như kiểu là naruhodo, hoặc là sore de dakara, hoặc là dori đúng không? Bảo sao mà lại như thế này? Idesuka. Còn đến cái nghĩa tiếp theo nhá, cũng là quả kệ, nhưng mà nó không mang cái nghĩa là bảo sao mà nữa, mà nó mang cái nghĩa là tóm lại là sumari desu ne. Vì thế này mà mình à vậy tóm lại là đúng không? Đây, cách kết hợp thì vẫn giữ nguyên, tuy nhiên thì nghĩa của chúng ta sẽ khác nhá. Đây bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ luôn này. Kotoshi wa yuki ga furimasen. Sumari dando na wake da. Đông năm nay thì tuyết không rơi đúng không? Nói tóm lại là một mùa đông ấm áp. Một mùa đông không lạnh của Akinofan đấy mọi người. Rồi đến câu số 2 này. Ikko wa jikyu en da. Chó nanako wo kau to 630 yen o harau wake da. Đúng không? Mua một quả thì là 90 yên. Thế nói tóm lại là khi mà mình mua 7 quả thì sẽ là 630 yên. Idesuka. Đấy là với cái nghĩa này nhá. Tóm lại là các bạn lưu ý chân xe này, chúng ta rất là hay đi với một cái từ vựng là sumari, với cái nghĩa là tóm lại là. Nó cực kỳ hay đi với cái nghĩa này. Ok chưa nhỉ? Vậy thì nhớ chân xe nhá. Mỗi một nghĩa của thằng quả kê nó sẽ được phân ra bằng cách là mình sẽ hay đi với từ vựng nào đúng không? Nghĩa tóm lại là thì đi với sumari này. Cái nghĩa là à thì ra là thế thì nó hay đi với kiểu là naruhodo dakara oboimashita ka. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái mẫu ngữ pháp số 2 nhá. Đây, mẫu ngữ pháp số 2 của mình nhá. Wake ga nai. Wake ga nai này các bạn nhớ trang xe này. Nó với cái nghĩa là chắc chắn không như thế nào đúng không? Nai ở đây là phủ định mà chắc chắn không như vậy nhá. Ê, nó sẽ bằng với lại zettai nai hoặc là hazu ga nai với cái nghĩa này. Đây, cách chiêu của chúng ta thì vẫn giống hệt đúng không? Mình sẽ vẫn có fusuke, tính từ đôi na cộng với lại wake ga nai. Hoặc là đôi khi người ta có thể dùng là wake wa nai nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến ví dụ luôn này. Anna mà rơi điều thì có taberare được wake ga nai. Trời ơi, cái đồ ăn dở thế này á, chắc chắn không ăn được luôn, chê nha. Rồi, với câu số 2 này. Karaoke ni mainichi tayotte iru kare ga uta ga iya na wake ga nai. Anh ấy đúng không? Một cái người mà ngày nào cũng đi karaoke như vậy thì chắc chắn là anh ấy không ghét karaoke rồi đúng không? Không ghét việc hát. Ok. Vậy thì wake ga nai và cái nghĩa là chắc chắn không như thế nào, và chính là bằng hazu ga nai. Idesu ne. Còn cái tiếp theo này, mình sẽ đến nhá. Wake de wa nai.
lúc nãy là hoa kê gán nai nhá, phân biệt thật kỹ. Còn bây giờ là hoa kê đế hoa nai. Và văn nói của mình thì thằng đế hoa nó chính là bằng thằng chạm, đúng không? Thế nên là mình sẽ nói là hoa kê chán nai trong văn nói. Đây, với cái thằng này thì các bạn lưu ý cho anh xe nhá. Cách chia thì vẫn tương tự thôi, thế nhưng mà nó sẽ mang cái nghĩa là không hẳn là ha. Không hẳn là, không hẳn là có thể nói như vậy, không có nghĩa là như vậy. Nào, ikimashou ne, mình sẽ đi ví dụ nhá. Lưu ý cho anh xem một chút là cái thằng này đôi khi nhấn mạnh người ta sẽ là wake de mo nai, không vấn đề gì. Nào, ví dụ nào. Nihon ni sume ba, nihon go berabera hanaseru wake de wa nai. Câu này chắc chắn đúng đúng không? Không hẳn là, không có nghĩa là ai cứ sống ở Nhật là đều có thể berabera, có nghĩa là đều có thể nói trôi chảy, nói rất là đỉnh tiếng Nhật, đúng không? Rồi, với câu số 2 này, osake o nomenai wake janai yo, tada suki janai. Câu này khá là lố đúng không? Rất là nhiều nai nha các bạn, nhìn cho anh xem này. Không hẳn là không, đúng không? Tôi không hẳn là không uống được rượu đâu. Tada có nghĩa là chỉ là ta không thích đấy, đúng không? Ta làm được nhưng mà chỉ là ta không thích. Đó, không hẳn là không. Idesu ka? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái cuối cùng nhá. Cái cuối cùng thì chúng ta sẽ làm một ngữ pháp wake ni wa ikanai nhá. Bây giờ lại là ni wa ikanai. Và chúng ta sẽ có hai cái động từ kết hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ đi là gốc tự wake ni wa ikanai. Nó sẽ mang cái nghĩa là dekinai, không thể nhá. Bằng thẳng dekinai. Có một cái lý do gì đấy, đây các bạn nhìn này. Có một cái lý do gì đấy, thế nên là shitai kedo, cho dù mình có muốn cũng không thể, đúng không? Dekimasen. Và cách kết hợp thì như sensei đang nhìn ở bên trên, đúng không? Verb tự nha. Đây, chúng ta sẽ có ví dụ này. Mada sonsen dashi, konna tokoro makeru wake ni wa ikanai, đúng không? Sonsen ở đây có nghĩa là cái trận đấu đầu tiên mọi người. Bây giờ mới là cái trận đầu tiên thôi. Chúng ta dekinai, chúng ta không thể nào mà thua ở cái lúc như thế này được, đúng không? Mới trận đấu đầu tiên, không thể thua được. Dekimasen nhá, nhớ nghĩa cho anh xe nhá. Còn câu số 2 này. Kore wa haha ga kureta mono dakara dare ni mo akeru wake ni wa ikanai. Đây là cái gì? Đây vì là cái đồ mà mẹ đã tặng cho mình, đúng không? Haha ga kureta. Thế nên là mình sẽ không thể tặng nó cho bất kỳ ai được. Ok chưa nhỉ? Thì đây là verb được wake ni wa ikanai nhá. Thì bây giờ chúng ta chỉ mẹo này. Verb được wake ni wa ikanai nó mang nghĩa là dekinai, không thể, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta là verb nai wake ni wa ikanai, phủ định của phủ định, đúng không? Thì nó chính là bằng khẳng định, có nhớ không? Vậy thì nai wake ni wa ikanai nó mang cái nghĩa là phải làm cái gì, bằng với lại shinakereba narimasen. Ok chưa? Và tương tự như lúc nãy nhá, thì câu này mình sẽ mang cái hàm ý là shitaku nai kedo, không muốn đâu, thế nhưng mà vì một cái lý do gì đấy, đúng không? Mà shikanai thì có nghĩa là không còn cách nào khác, là các bạn phải làm. Ok nhá, bằng với lại nakia nakereba narimasen. Đây, chúng ta sẽ cách kết hợp thì dễ rồi, đúng không? Thế nên là mình sẽ đi ngay đến phần ví dụ này. Konna mazui desu kedo kanozo ni sukutte kureta node tabenai wake ni wa ikanai. Còn nhớ cái câu lúc nãy đúng không? Dở thế này chắc chắn không ăn được rồi. Thì bây giờ là một câu vả mặt, đúng không? Đây, mặc dù là nó siêu dở luôn, thế nhưng mà vì đây là ai làm cho, vì đây là bạn gái tôi đã nấu cho, đúng không? Thế nên là mình không thể không ăn được, đúng không? Phải ăn, ok chưa? Còn câu số 2 này. Sekkaku nihongo benkyou shite ita node semete N ni o mota nai wake ni wa ikanai, đúng không? Chúng ta đã sekkaku là cất công, chúng ta học tiếng Nhật rồi, thì CMT là một từ rất hay mà tôi giới thiệu cho mọi người nhá. Tối thiểu, đúng không? Tối thiểu là chúng ta cũng phải được cái bằng N2 cho mọi người. Đấy là tối thiểu, ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn thấy này, chúng ta đã đi qua 5 cái mẫu liên quan đến wake rồi. Và các bạn đã nhớ chưa nhỉ? Oboe mashita ka? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check bằng cách là ghi vào phần luyện tập ngay. Denshi shimashou ne. Đây, với một câu luyện tập như thế này, các bạn nhìn cho anh xem nhá. Thì có câu kare wa watashi o, một cái từ kanji khá là khó nhưng mà nghĩa rất là hay. Cái từ này các bạn nhìn nhá, mình sẽ đọc là urakiru. Urakiru ở đây có nghĩa là phản bội ấy. Urakiru nani nani watashi no koto ga zutto suki tte yakusoku shita kara, đúng không? Và có hai đáp án như này, wake wa nai và wake de wa nai. Bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn khoảng 5 giây nhá, là các bạn sẽ khoanh ngay chân trên đáp án, đúng không? Ii desu ka? Check shimashou ne, chúng ta sẽ cùng nhau check luôn nha. Nào, anh ấy thì cái gì phản bội tôi, đúng không? Xong vào vế tiếp theo này.
Ở Vi, ở lý do đúng không Vi? Là anh ấy đã, Yakusoku đã hứa là sẽ luôn, sẽ mãi yêu tôi đúng không? Sẽ mãi thích tôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có hai đáp án này. Hoa kê gà nai, nó mang cái nghĩa gì nhớ không? Bằng thắng ha dự gà nai với cái nghĩa là chắc chắn không đúng không? Chắc chắn không. Và cái nghĩa số 2 này là hoa kê đế hoa nai, nó mang cái nghĩa là không hẳn là, không thể nói là như vậy đúng không? Thế thì câu này chắc chắn phải là đáp án số mấy? Chắc chắn phải là đáp án số 1 đúng không nhỉ? Chắc chắn là anh ấy không thể phản bội tôi đâu. Tại vì sao? Vì anh ấy đã hứa là sẽ mãi mãi yêu tôi. Iriska. Rồi, sang câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo đây này. Asta no hapio, zettai shippai, nani nani. Shippai suru to sancho ni koroseru. Korosu. Bạn có biết cái từ korosu không? Korosu có nghĩa là ở đây là koroseru đúng không? Bị luôn á. Nào thì bây giờ nhá, cái hapio ngày mai đúng không? Thì zettai shippai có nghĩa là chắc chắn á, tuyệt đối là cái gì đấy shippai đúng không, thất bại. Ví nếu mà mình thất bại đúng không thì chắc chắn là mình sẽ bị luôn á, bị sợ chồn. Bây giờ chúng ta sẽ có hai câu này. Suru wa ke ni wa ikanai và shinai wa ke ni wa ikanai, có nhớ nghĩa của cái này không? Một thằng là verb được thì có nghĩa là gì? Là dekinai đúng không? Còn verb nai thì mình sẽ có là phủ định của phủ định thì sẽ là khẳng định đúng không? Có nghĩa là phải. Thế câu này mình sẽ dùng đáp án số mấy nhá? Chắc chắn chúng ta sẽ có đáp án số 1 rồi đúng không? Đấy, mình làm sao không thể thất bại được? Tại vì sao? Nếu mà thất bại là trổ chém đúng không? Còn đây là một câu cuối cùng khá là dài và chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc nhá. Bạn A bạn bảo thế này. Min chan, Nihon go sugoi desu yo ne. Và bạn B bạn nói đúng không? Kare wa Nihon ni kite mo shiunen nan datte. Và bạn A bạn lại đáp lại một câu là sore de Nihon go ga berabera hanaseru nani nani. Rồi và sensei sẽ có ba đáp án nhá. Bây giờ các bạn nhìn cho sensei này. Min chan đúng không? Mình khen, ôi Min chan ông ấy nói tiếng Nhật giỏi thế. Thế xong là thằng B nó bảo á, đặt tên là nghe nói là nó đã sống ở Nhật tận 10 năm rồi đấy. Thế lúc đấy mình sẽ thì ra là thế, xô đấy đấy. Vì lý do đấy mà nó mới nói tiếng Nhật một cách bê ra như vậy đúng không? Vậy thì các bạn còn nhớ hình tổ của chúng ta không? Cứ có kiểu na đưa hô độ này, xô đê đế này, đắc ca đa. Mình sẽ đi ngay với đáp án là số 3 đúng không? Hoặc cái đa mang cái nghĩa là bảo sao là vậy đúng không? Bây giờ mình hiểu rồi, bảo sao mà nó lại nói tiếng Nhật giỏi vậy? Iriska. Vậy thì chúng ta đã đi qua ba cái câu ví dụ và chúng ta đã luyện tập như thế này rồi, và sensei mong là các bạn sẽ nhớ được tất cả các cái mẫu liên quan đến hoa kê ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn thích cái video ngày hôm nay thì các bạn hãy comment ngay xuống bên dưới theo cái mẫu phương pháp là TH để có thể nhận được cái file tài liệu ngày hôm nay cùng với lại ưu đãi 7% cho cái khóa tích hợp sắp tới. Và nếu mà các bạn muốn sensei phân biệt liên quan đến các mẫu phương pháp nào thì các bạn hãy bình luận ngay xuống bên dưới để sensei sẽ ra tiếp các video hay ho và thú vị. Hãy chào, mata nè.